xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin được Phật cảm ơn quý vị giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, giữa cái được cái mất trong cái cuộc đời này, chúng ta thấy rằng là ví dụ như một người sanh ra, rồi tôi có được một đứa con không, rồi có một đứa cháu sanh ra, nói là tôi có thêm được một đứa cháu nữa. Nhưng mà quan trọng đó, cái được cái người đó nó làm sao, nó đem lại cái gì, đem lại cái lợi ích gì, họ có làm được cái gì đó, được cái gì đây này mới quan trọng. Chứ còn bây giờ được một con người đó nhưng mà không làm được cái gì hết, không đem tới cái mục đích gì hết, thì nó cũng trở thành vô bổ như tất cả chúng ta đây. Nó sanh được thân con người, mà Đức Phật này dạy rằng là cái thân con người mỗi được sanh làm con người thì rất là khó. Và thứ hai nữa mà được gặp Phật Pháp thì khó nữa, gặp Phật Pháp khó nữa. Và thứ ba là được gặp chư Tăng á, hướng dẫn cho tu tập thì khó nữa. Và cái người mà thực hiện được cái vấn đề đó mới thật là khó, chứ không phải chứ được con người. Nếu chúng ta tạo được cái thân người nhưng mà chúng ta tạo tác ra tất cả các cái nghiệp xấu ác không, rồi cái gì nó dẫn chúng ta theo một cái đường ác đó, đi tới đâu, đi tới cái chỗ ác. Mà giống như trong cái câu chuyện mà Phật giáo cái hồi á, ông vua Lưu Ly, Tỳ Lưu Ly còn nhỏ thì ông vua cha ông ra ngồi chơi, thì ông mới ở nhà ông mặc với quần thần mà coi như ác thần á, được nhưng mà được theo cái ác thần chứ không phải là trung thần. Bày nó thôi giờ mặc áo bào vô lên trên ngai vàng ngồi thử có oai không. Thì ông ta cũng mặc cái áo bào ngồi lên ngai vàng oai về, thì ông sửa bước xuống thì những cái mà coi như là ác thần á, những người hầu hạ xấu á, cho nên họ mới nói là lỡ ngồi rồi thôi chứ là tại sao đeo xuống được. Cho nên ông ta mới nói là chắc là mình được làm vua, tìm cái lấy kiếm rồi đi rượt giết con vua. Thì sau đó thì vô trong hoàng cung để tìm giết ông anh. Ông anh thì ông biết rằng cái sự đời vô thường mà, thì ông cũng để cho ông cứ viết thôi, viết thì trên trời có tiếng nhạc reo để rước ông đó về trời. Còn ông vua kia thì qua một cái nước khác, thì họ ăn không quen, đói khát, ăn rau ăn cỏ cho nên bị trướng bụng mà chết, thì ông ta lên làm vua. Làm vua nhưng mà quý vị thấy rằng một cuộc đời của ông được làm vua thì mình cũng phải chứ. Ông nói là được làm vua thì nó biết bao nhiêu cái sự sung túc, giàu có mỗi quốc gia như vậy. Nhưng mà rồi thì những ông thầy bói với là Đức Phật nó nói chuyện là ông đó thì chẳng qua 7 ngày nữa thì ông ta cũng sẽ bị lửa đốt. Rồi ông ta mới đem cướp thuyền đem ra ngoài sông đó. Ông ở giữa nước thì làm sao cháy được. Nhưng mà bắt phước một buổi tối thì cái đèn leo đét đó nó cháy qua tất cả các cái bườm, rồi sau đó nó cháy hết tất cả các cái ghe đó và nó đốt ông cháy thiêu. Như vậy chúng ta thấy rằng là được, mà cái được đó nó vô bổ, bởi vì nó được những cái người ác theo mình. Còn nếu mà những người thiện theo mình thì tốt, cho nên tất cả chúng ta cũng vậy. Nếu mà có được cái thiện tri thức gần gũi mình theo hầu thì nó đem lại tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Nhưng mà được cái bản xấu đó, thì nó đem lại cái tai họa cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, thì xin thỉnh Hòa Thượng. Dạ, Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch đã chia sẻ. Thưa quý vị, ở trong Kinh Viên Giác thì có dạy là khi mà chúng ta nỗ lực để tu học thì cái điều trước hết là chúng ta phải cầu những cái bậc thiện hữu tri thức. Và khi mà đồng tử thiện tài
một nhân vật rất là nổi tiếng trong bộ kinh Hoa Nghiêm, thỉnh cầu Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khai thị. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng đã dạy là cái việc đầu tiên là phải cầu học với những bậc thiện hữu tri thức, nhờ thế mà mới nâng cao cái kiến giải và bằng vào cái sự hiểu biết đó thì mới có thể hưng phát được Bồ Đề Tâm. Và khi mà hưng phát Bồ Đề Tâm rồi, muốn cho Bồ Đề Tâm thành tựu bố vi, chỉ hưng phát không thôi thì chưa đủ, dù cái điều đó rất quan trọng, mà còn phải thành tựu Bồ Đề Tâm. Mà muốn thành tựu Bồ Đề Tâm thì phải thọ hành Bồ Tát Đạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cầu học với những cái bậc thiện hữu tri thức là một trong những cái nhân tố hết sức là quan yếu. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn khác với Đức Phật. Đức Phật thì là vô sư tự chứng. Mặc dù trước đó Ngài cũng đã cầu học với một số vị, nhưng mà sau một thời gian học hỏi và thực hành thì Ngài thấy rằng là những cái mục tiêu tối hậu mà Ngài hướng đến đó, qua cái việc học hỏi với một số vị, nó đã không giúp Ngài thành tựu được. Chính đó là cái lý do Ngài đã từ bỏ, và cuối cùng thì Ngài đã thành tựu được sự giải thoát bằng chính cái nỗ lực của Ngài. Còn chúng ta thì đương nhiên là khác với Đức Phật, bởi vì chúng ta thấy là Đức Phật cũng đã trải qua nhiều A Tăng Kỳ Kiếp tu tập, chứ không phải là chỉ một sớm một chiều. Thì ở đây đó, mình trân quý bảo vệ những gì mà mình đã có được. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có được một cái điều kiện sức khỏe tốt, chúng ta trân quý. Chúng ta có được cái thân người mà Đức Phật dạy là nhân thân nan đắc, thân người khó được, chúng ta có được, chúng ta hãy trân quý. Trân quý nó không phải là để như là một cái loại kiếm, nhưng mà phải đầu tư vận dụng cái đời sống này cho những cái mục tiêu rất là tốt đẹp, hướng đến cái thiện, và làm sao để hoàn thành được những cái thiện đúng theo lời dạy của Đức Phật. Thì đó là cái điều mà không có gì tốt hơn A Di Đà Phật. Dạ, xin tính dạ, Mô Phật. Dạ, thưa quý vị, có những cái được đối với người này á, thì nó lại là không có phải là cái niềm hạnh phúc của người, đối với người khác. Chẳng hạn như là khi mà quý sư thầy mà giảng pháp và khuyên quý vị làm thiện được sanh về cõi trời, y như trong kinh á, thì sẽ có những thiện nam mà làm thiện được sanh về cõi trời có 500 tiên nữ hầu hạ. Thì có anh thiện nam anh thấy không, anh không có vui, nói ở nhà con có ông bà con còn chịu nổi, lên trên đó 500 bà sao chịu nổi. Cho nên là có những cái mà là hạnh phúc của người này nhưng mà không phải là hạnh phúc của người khác. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là có những người đó ta hành thiện đó, là để lánh ác. Cao hơn mức nữa đó là có những người hành thiện đó, là để tìm vui, tìm an lạc cõi trời. Nhưng mà cao hơn hết ở tột cùng đó, là cái người mà hành thiện tu tập để mà vượt qua hết khổ và vui. Thì theo cái pháp tuần tự mà Đức Phật thuyết á, khi mà một cái người hữu duyên gặp Ngài đó, thì trước tiên Ngài dạy về cái pháp bố thí buông xả. Ở một số chùa chúng ta thấy có những cái tượng thần tài theo cái tín ngưỡng dân gian, chứ không có theo một cái hệ thống giáo lý nào hết. Và một số chùa Thái Lan, chùa Việt Nam bây giờ cũng có dựng cái tượng của Ngài Siêu Quá Lý, tức là Ngài Đại Lộc á, để khuyến khích người ta làm thiện thì sẽ được phát tài. Nhưng mà thực chất á, là nó đi ngược với cái cốt tủy của Đạo Phật là dạy mình buông chứ không phải được. Nhưng mà buổi đầu á, Đức Phật dạy chúng ta phải xả tài buông để mà
và bố thí để mà tạo được những cái phước, những cái công đức được sanh về cõi trời, hoặc là được hưởng ngũ dục công đức, được sung sướng ở cõi thiên đường, cho dù ở cõi người cũng được hạnh phúc hơn người khác. Sau đó thì Ngài sẽ cho mình thấy được cái vị ngọt của cái phước mà mình tạo. Nhưng rồi sau đó, đó khi mà tâm con người ta đã nhuần nhuyễn thuần thục rồi đó, Ngài sẽ chỉ ra cái sự nguy hiểm khi mà thọ dụng ngũ dục. Sau khi thấy được cái sự nguy hiểm đó đó, thì chúng ta sẽ tự động muốn xuất ly ra khỏi cái sự thọ dụng ngũ dục đó. Thì lúc đó nó không còn là được hay mất nữa. Cho nên là một câu kinh ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy rằng là đệ tử của Như Lai này các thầy tỳ kheo, đối với các thiên lạc, thiên danh, thiên thù thắng còn nhàm chán xả ly không thèm, huống hồ là việc thực hành các ác bất thiện pháp. Chúng ta phải ghi nhận rằng cái chuyện mà chúng ta hành thiện ấy, nó cũng chỉ là một cái phương tiện, một cái cầu để mà đưa tới cái mục đích sau cùng đó, là hết còn được hay là mất nữa. Chúc quý vị luôn an lành. Mô Phật. Di Đà Phật, cảm ơn Ngài. Thưa quý vị, cho chúng ta thấy những cái có người mong muốn được mà nó không được thì cũng khổ. Thí dụ như họ mong muốn rằng làm tổng thống, ví dụ, hay là thị trưởng, hay là một cái chức gì đó mà không được đó thì khổ. Rồi mong muốn một cái người yêu nào đó, mong muốn có một người yêu đó, người đó được người đó thương mình, nhưng mà rồi không được đó thì cũng khổ. Đấy, nó mất đó, nó mất đó, nó khổ. Nhưng mà các cái thì được nó cũng khổ vậy chứ. Quý vị thấy rằng là nói cái chuyện đó là cái hồi trước kia, cô ta là người yêu của mình, đó là con nai vàng, bây giờ về đây họ nói rằng là trở thành con sư tử đông chứ đừng có nói con nai vàng nữa. Họ cũng khổ, nhiều người họ đó cái được mà nó khổ vậy chứ không là không. Nếu chúng ta muốn mà cái được mà nó an vui theo cái khổ, tức là mình buông bỏ, không có còn chấp nữa. Buông bỏ cái gì? Đức Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta cố gắng có cái chánh niệm. Được cái chánh niệm đó, chánh niệm lúc nào cũng chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Suy nghĩ đem lại cái lợi lạc cho tất cả mọi người. Làm thế nào để không có gây tất cả các cái khổ đau cho chính mình, khổ đau cho mọi người. Mọi người đều hiểu đó, để dứt trừ đi tất cả các cái tham, mà để mà phát khởi cái tâm lành bố thí để giúp đỡ người khác đó, rồi thương tất cả chúng sanh chịu đau chịu khổ như vậy. Cho nên chúng ta không có bao giờ khởi lên cái sân hận, rồi cái từ bi vì chúng sanh đói, vì chúng sanh khổ, vì chúng sanh lạnh nóng, khởi lên một cái tâm từ bi để cho họ biết được thế nào phải vượt qua tất cả các cái sự đó để đạt được cái sự an vui ngay trong hiện tại này. Thì cái đó chính là những cái được mà nó không bao giờ nó làm cho chúng ta đau khổ cả. Còn nếu mà chúng ta được cái gì, thí dụ như mình được một cái nghề, có được một cái nghề thì mình cũng làm cũng khổ sở để kiếm tiền, mà kiếm tiền thì chưa chắc nó giữ đó. Như quý vị thấy thì Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta gồm có cái gì, nghĩa là tới 5 cái, 6 cái nó phá hoại, nào là trộm cướp, phá nước, lửa, đốt, trôi, rồi vua lấy, hay là con cái nó phá đi, thậm chí như là thêm cái nó cái bệnh dai dẳng như vậy, nó tiêu hao tiền bạc như vậy. Thí dụ như được, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái đức, không có được cái đức, thì có tiền, có bạc nó cũng theo cái thời gian mà nó ra đi hết. Chứ không phải là người ta nó được giàu, được có mà nó đem lại cái hạnh phúc đâu, thưa quý vị. Hạnh phúc là chính mình tạo, như cái lời Đức Phật dạy, thực hiện được tất cả những cái điều buông xả đi. Thí dụ mình có cái cơ hội được làm phước không, đó là cái báu đó. Được làm phước cái gì? Được tụng kinh, được niệm Phật, được bố thí, đó, cái được đó mới là quý báu. Được nghe chánh pháp, đó là quý báu. Được biết được, được tọa thiền không, được tụng kinh, thì những cái được nó đem lại cái hạnh phúc mãi mãi đời này và đời sau. Còn nếu mà cái được của tất cả những cái thế gian này, cái vật chất của thế gian này, cái tình cảm của thế gian này, vợ chồng của thế gian này, cái được đó chỉ rồi một khúc nào đó thôi, chứ không phải là một đoạn giai đoạn nào đó thôi, rồi nó sẽ gây cho mình
cái khổ đau chứ không phải là cái được mà nó đem lại cái an lạc đời đời, thưa quý vị. Xin thỉnh Hòa Thượng. Như Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng, Phó Chủ tịch và Ngài Chánh Kiến. Thưa quý vị, cái được và cái mất thì chúng ta nói hoài, nói mãi được, ta cũng không thể nào có thể nói đủ mà nói. Bởi vì khi mà có rồi đó, thì chúng ta mới tính tới cái chuyện là làm sao để biến cái điều mà mình có được không làm cho chúng ta bị vướng mắc. Tôi lấy một cái thí dụ, khi mà chúng ta còn nghèo khổ thì chúng ta phải cố gắng để có thể tích lũy được một số tài sản như là tiền bạc, nhà cửa vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta không có học về những cái giáo lý của Phật giáo, chúng ta chấp thủ vào nó thì cuối cùng chúng ta tự biến mình thành là nô lệ của tiền bạc chứ không phải là chủ nhân. Không phải là chủ nhân không, mà mình bị tiền bạc tài sản nó sai khiến, nó làm cho mình phải lên bờ xuống ruột. Do vậy mà khi mà đã thành đạt dù là ở một cái phương diện nào thì chúng ta phải học cái hành xả ly. Bởi vì có thì mới xả, còn nếu không có thì có cái gì để mà xả. Nhưng mà tất cả những cái đó cũng chỉ là những cái khái niệm, nó được hình thành bởi cái triết lý nhị nguyên và với những cái loại ngôn ngữ ước lệ của thế tục, thì chắc chắn là càng biểu đạt thì chúng ta càng bị vướng mắc. Cho nên đối với những cái phiền não thì chúng ta không mong để thu đắc, nhưng mà đối với những cái an lạc cảnh giới niết bàn thì đương nhiên là chúng ta phải nỗ lực tu tập để mà chứng đạt. Tuy nhiên ở nhiều cái bộ kinh thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái sự khổ đau của tất cả chúng sinh thì chúng ta không có thủ chứng niết bàn mà chúng ta nguyện đi vào cái biển phiền não sinh tử để hóa độ chúng sinh. Thì có rất nhiều cái bộ kinh khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì dù có chứng đắc niết bàn mà còn có cái ý niệm để mà cho rằng là mình chứng đắc thì cái đó nó cũng chưa phải là chứng đắc. Nói chung là có nhiều điều để mà chúng ta nói, nhưng mà đây ở trong một cái phạm vi giới hạn giữa đời thường thì chúng ta nên cố gắng đạt được những cái gì mà nó thuộc về thánh thiện, loại bỏ những cái gì nó thuộc về bất thiện, bất thiện pháp. Thiện pháp thì cố gắng để mà đạt đến, còn bất thiện pháp thì cố gắng để đoạn trừ. Ngoài ra thì chúng ta nên can đảm nhìn nhận cái bản thể của mọi pháp như nó là. Thí dụ như là khi mà mình muốn mở một cái business, một cái tiệm tạp hóa đi, thì mình phải lường trước rằng cái tình trạng tệ hại của nó sẽ xảy ra là gì, là sập tiệm, bankruptcy. Thì mình đã chấp nhận trước cái tình trạng đó đó, thì khi mà nó xảy ra đó mình không có đau khổ. Bởi vì khi mà mình được cái gì đó mà mình cảm thấy nó là hạnh phúc, qua một thời gian nó vô thường mình sẽ không còn hạnh phúc nữa thì mình sẽ đau khổ. Chẳng hạn như mình có một cái người mới cưới được một người vợ đẹp, thời gian sau người vợ nó già đi thì mình cảm thấy nó chán chê. Hoặc là ví dụ như 2 năm trước mình có cái iPhone 13, bây giờ nó ra tới iPhone 15 rồi, mình cầm iPhone 13 mình cảm thấy mình hơi lạc hậu với bạn bè quá. Thì tất cả những cái vô thường đó nó làm cho cái được của mình trở thành cái bất hạnh. Cho nên mình nên nhìn nhận vạn pháp như nó là thì mình sẽ bớt đau khổ hơn. Khi mà nó đã xảy ra một cái gì đó rồi đó, ví dụ như một cái tai nạn, một cái bệnh hoạn hay là bất cứ cái gì đó, thì mình nên chấp nhận nó thì mình sẽ bớt đau khổ nhiều lắm. Tại mình phải biết chấp nhận cái sự thật, bởi vì mình biết được cái phước của mình á, cỡ đó thôi. Đừng có mong cầu quá, đừng có nhìn lên cao quá thì mình sẽ đau khổ, mình nhìn xuống dưới thì mình sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Mong quý vị luôn an lành, mô Phật. Xin đạo Phật cảm ơn Ngài Chánh Kiến. Thưa quý vị, mặc dù
chúng ta thấy rằng là chúng ta có, tức là được, ví dụ được ăn được uống. Nhưng được ăn được uống là chúng ta cứ nghĩ rằng là ăn được uống có, thức ăn, thức uống, ăn nhiều là tốt đâu. Được ăn nhiều nhưng mà không tốt. Quý vị thấy giờ ở đây, ngày xưa kia khi ở Việt Nam nghèo đói, mong được cái món ăn, thức uống mà ăn. Nhưng bây giờ thấy rằng là mình được có thức ăn, thức uống nhưng mà không có dám ăn nữa, chứ không phải là không. Cho nên chúng ta cũng phải về chừng, phải cẩn thận, đặc biệt sống trong cuộc sống của mình. Mà Đức Phật Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta hãy cẩn trọng. Cẩn trọng tất cả các cái thứ như trong về cái thanh tịnh đạo cũng vậy. Ngài cũng vậy, chúng ta rất là cẩn trọng. Mặc dù thí dụ như giữ giới, phải hiểu được có giới như thế nào để khỏi bị sai phạm, có định thì định như thế nào, có tuệ tuệ như thế nào. Cũng như giống trong cái bài kinh cầu pháp của Trung A Hàm á, thì Đức Phật Ngài nói dặn dò rằng là mình cầu được cái pháp lành, cái giới tốt, thầy hay, thầy giỏi, thầy có trí tuệ. Chứ còn cầu mà cầu cái miếng ăn thì nó không có đem lại cái lợi ích nào cả. Mặc dù nó đói thiếu, ví dụ như trong kinh đó có một vị tỳ kheo thấy Đức Phật ăn dư, thì ông ta lại nghĩ rằng là thôi Đức Phật ăn dư, đây là cái phước báu ông ta đem ăn. Nhưng mà vị tỳ kheo nữa thì tin cái lời Đức Phật vậy, mặc dù Đức Phật ăn dư thì để đó Ngài sẽ đem chỗ một cái nước sạch, Ngài bỏ chỗ không có trùng, Ngài bỏ đó để mình không có ăn tất cả những thức ăn dư. Đó, thì nó đem lại cái phước báu cho mình, còn cái thấy cái nào mình cũng cứ tham vô thì chắc chắn rằng là nó làm cho chúng ta khổ. Nghĩ được cái đó là không phải đâu. Thí dụ như quý vị nghĩ thì mình nếu mà không ở trong cái pháp của Phật để nó nhẹ nhàng, thí dụ như quý vị nó nghĩ rằng ở được cái chùa Điều Ngự to, được to, nhưng mà quý vị thấy rằng là mỗi tháng ở trên tiền điện nè, tiền nước nè, lo với quét dọn nè, rồi lo cái chuyện này chuyện khác. Nhưng mà nếu chúng ta không có an trú cái lạc pháp đó, tu tập như Đức Phật đó, thì mình cũng khổ lắm. Chứ không phải là quý vị mong ước như vậy là nó sung sướng. Cho nên quý vị làm thế nào, dù có gia đình, có con, có cái, được tiền, được của, được danh, được vọng, nhưng mà nó không có bền đâu, mà coi chừng nó mất bất cứ lúc nào cái vô thường đến. Chính cái mạng mình đó, nó cũng còn không có được nữa, huống chi là có chuyện là bên ngoài mình. Cho nên ấy có một cái pháp để mình tu tập để nó đem lại cái an lạc luôn cho đời này và đời khác, thưa quý vị. Thính Hòa Thượng. Dạ, Đạo Phật xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch và Ngài Chánh Kiếm. Dạ. Thưa quý vị, theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cố gắng làm sao để đầu tư cái thời giờ và năng lực của mình cho cái việc tu tập. Và nhờ có tu tập này, chúng ta nhận thức rõ về cái thật tướng của các pháp cũng như là cái tự tính của mọi hiện tượng. Đương nhiên là theo lời dạy của Đức Phật, vô ngã là vô thường là khổ, nó tất cả đều do duyên sinh. Do vậy mà khi được cũng như là lúc mất, chúng ta vẫn an nhiên tỉnh tại. Cái đó mới là cái giá trị của sự sống, nhất là giữa một cái sự sống mà có quá nhiều cái căng thẳng, có quá nhiều cái lo lắng, có quá nhiều cái sự khổ đau. A Di Đà Phật. Đại Phật xin cảm ơn Hòa Thượng và Ngài Chánh Kiến. Và trước cái sự được mất đó thì quý vị phải nhận định để chúng ta cái gì, cái nào nó mất mà chúng ta vui. Ví dụ tất cả những cái phiền não, những cái bực dọc nó mất đi thì cũng nên vui, không? Còn chúng ta được mà được cái gì, được cái chánh pháp đó, chúng ta nên mừng. Cho nên giữa cái được cái mất, chúng ta phải so sánh, phải chọn lựa để đem lại cái an lạc, hạnh phúc lâu dài cho bản thân cũng như cho tất cả mọi người. Đó là cái được mà chúng ta nên mong cầu. Xin cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị được cái tín tâm, được gặp được chánh pháp, được nghe quý thầy giỏi để hướng dẫn cho mình tu tập, để rồi được một cuộc đời thanh hoa, không có còn đau khổ nữa. Thì kính chào quý vị.
xây tương thân tình trong đạo Phật.